quý vị và các bạn đang quay trở lại với trang tin nhanh tin tức dân trí và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Theo thông tin mới nhất, do gia đình bị hại đã rút đơn kiện nên phiên tòa xét xử Phú Lê và các đồng phạm diễn ra vào ngày 15 tháng 12 sẽ không được diễn ra. Theo đó thì theo rất nhiều người, vụ án xét xử Phú Lê vẫn cần phải được xem xét thận trọng. Do gia đình bị hại rút đơn đề nghị khởi tố, phiên tòa dự kiến xét xử Phú Lê và các đồng phạm tội cố ý gây thương tích trong ngày 15 tháng 12 sẽ không diễn ra. Vụ án được đình chỉ, Phú Lê, Lê Văn Phú 40 tuổi quê Yên Bái và đàn em được trả tự do. Giải thích nguyên nhân rút đơn đề nghị khởi tố, phía bị hại cho biết vì thấy bố của Phú Lê ốm nặng, mẹ cũng già yếu. Ngoài ra gia đình Phú Lê cũng đã bồi thường khắc phục hậu quả. Một số ý kiến của người dùng mạng xã hội sau khi biết thông tin trên. Tài khoản Thành phố Buồn ngạc nhiên, sao dễ dàng thế nhỉ? Khi trước đó gia đình bị hại đã tỏ ra rất phẫn nộ với hành vi cố ý gây thương tích của Phú Lê và đàn em, đề nghị cơ quan công an xử lý đến cùng. Phạm Phú cũng đặt câu hỏi, liệu có hay không việc bên bị hại bị đe dọa đến sợ hãi mà phải rút đơn, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng nếu đã vận dụng luật thì vận dụng đến cùng, tức là cần xem xét luôn có khả năng ai đó tác động đến phía bị hại rút đơn ngoài ý muốn. Thời điểm tháng 8 năm 2020, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, ngoài tội cố ý gây thương tích, cơ quan này đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội làm rõ thêm tội gây rối trật tự công cộng đối với vợ chồng Phú Lê. Nhiều người lưu ý ngoài khả năng cơ quan công an có thể tái khởi tố cùng tội danh nếu chứng minh được bị hại bị đe dọa phải rút đơn, thì với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Tài khoản Nguyễn Ngọc Tuấn nêu ý kiến, rút đơn kiện thì cũng xử lý tội gây rối trật tự công cộng chứ. Tán thành, Hon Trần cho rằng bị hại rút đơn nhưng không có nghĩa là những người này không có tội vì việc đánh người là có thật, cần phải xem lại. Tài khoản Vui Nguyễn thì yêu cầu hãy xem xét trừng trị hành vi côn đồ có tổ chức này vì một lẽ thường tình là vi phạm pháp luật phải bị trừng trị, không cần thiết phải có bị đơn hay không. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo.